Rồi ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã đến với gián tiếp game. Ngày hôm nay là tôi đến đây dưới lời mời của Vũ anh em ạ. Tôi đang có mặt tại TTG Shop tại số 8385 Thái Hà, dưới lời mời của Vũ đến đây để chiêm ngưỡng một siêu phẩm mới ạ. Siêu phẩm mới. Đây à? Tổng giá trị lên khoảng gần 190 triệu. 190 triệu. Gần đấy. Gần 190 triệu. Đó, cái đặc biệt của con này là nhìn đấy là full đỏ. Nhưng mà từ đã, đây là của một anh em mua tại TTG Shop. Vừa mua xong. Đang chuẩn bị giao khách đây. Nhưng mà yêu cầu là màu đỏ. Màu đỏ và phải mẹ Alime, Boy Alime nhá. Trời ơi. Eva Geleon. Đây để tôi bật cái góc gọi là chuẩn góc này, không để góc rộng nữa, là anh em nhìn cho nó dễ cái độ gọi là cái độ khủng của nó này, hầm hố ấy này. Thực ra ấy, thì là cái con này về mặt cấu hình thì nó mắc thì đã đành rồi, nhưng mà nó không gây cái giá đấy. Nhiều người anh em này là yêu cầu là phải bản limited. Nhìn vào đây này, tản nhiệt limited. Đấy, đây là con Ryzen gì đấy của AOG này, bản màu đỏ nhá. Tức là anh em này là fan của AOG. Avangelion. Cái bộ gọi là anime nổi tiếng anh em ạ. Main nhá, main cũng là ấy rồi. Main cũng là bản custom nhá. Cũng có nhân vật coi như là của cái này của là đổi hình đấy nhá. Cái tản nhiệt đây này là đổi hình này đấy. Tản nhiệt đổi hình luôn. Vừa nãy hình khác rồi đấy. Tản nhiệt CPU cũng có thể thay đổi được hình này hết đúng không? Trong chỗ này nhá có mấy cái là bản limited này. Một là cái tản nhiệt này, tản nhiệt nước này. Cái main này, con nguồn này, nguồn 1200W. Nguồn 1200W cũng màu đỏ. Đấy. Tất cả là đỏ hết. Đỏ hết, không nói nhiều. Con cạc. Đấy, phiên bản cũng là về Galeon luôn. Màu đỏ là... anh em ạ. Sau khi là đã chọn tất cả những cái linh kiện nó custom, nó limited đấy rồi. Thì bắt đầu là yêu cầu là mình phải custom thêm những cái khác để cho nó thành màu đỏ. Ví dụ như cái vỏ này là con i70 của Hite. Đấy. Thì con này là nó màu trắng. Đúng rồi. Nếu mà anh em đã từng theo dõi cái clip trước đây chúng tôi làm cái bộ máy của anh em mua thì là cái cây lúc đó nó màu trắng đúng không? Đúng. Nhưng đây là đã phải custom để nó custom thành màu đỏ. Thì là custom mấy cái, một là dán nó thành đỏ này. Hai là thêm cái màn hình. Màn hình ngày lần trước cũng đã từng có mấy clip về màn hình này rồi. Nói qua lại về cái màn hình này, đây màn hình này là một cái màn hình phụ dài. Màn hình rời được gắn vào đúng không? Nó có tác dụng giống như một cái màn hình bình thường. Như màn hình bình thường luôn. Anh em nhìn thế này, và... tức là khi anh em bật máy lên là nó chính là một cái màn hình pin đầu. Thực ra anh em phải chơi game ngay trên này được, hoặc là anh em lướt web trên này được. Đó, có thể sử dụng làm màn hình phụ, mọi cái hiển thị từ hình nền cho tới mọi thứ ở đây. Đây là coi như là sản phẩm mà trước đây bọn tôi đã làm một trong cái shop đầu tiên mà bê con này về và edit và custom kiểu như này. Và đây là khách gửi cho cái ảnh, yêu cầu là đi in và dán ở đây cho ông ý. Đây là bọn tôi đã phải in dưới dạng đề can để dán vào cho đẹp, nó sẽ có một cái độ sần sùi này. Đấy, theo đúng ý của khách. Nó hơi sần sùi tí nhé. Sần sùi, bóng thế nhỉ. Chuẩn phết đấy, là chỗ này thì mượt nhá. Chỗ này thì lại sần nhá. Như vậy là toàn bộ cây này là custom theo màu đỏ, theo coi như là yêu cầu khách. RAM này cũng là như vậy à? RAM, con này đặc biệt nhá. Là khách này là có yêu cầu về đặc thù về RAM và bộ nhớ. Thì con này, máy này là mặc dù chỉ 4 khe thôi, nhưng mà tổng là 192GB. 192GB? Vãi cả trường. Ở nhà tôi nói thật với anh em luôn là 7-8 năm làm stream và hiện tại là cái máy chơi game mới chỉ có 32GB thôi anh em ạ. Còn máy stream chỉ có 16GB thôi. Nói thật với anh em là 100... bao nhiêu? 192GB. 192GB anh em ạ, không biết là làm cái gì mà yêu cầu. Mà tôi... là con ổ cứng SSD, tức là trên cái con main này có bao nhiêu khe là cắm hết. 16T ổ cứng luôn. Anh em này chắc là xem nhiều phim rồi, giống Sơ Mai ngày xưa. Thế mà cái này là tôi nghĩ là anh em khách này là đặt là mắc hết, cho nên là không quan tâm gì đến nhiều hay ít, cứ phải là cắm hết và mắc toàn bộ có thể nhận được đúng không? Đúng rồi. Đấy. Đây anh em có thể nhìn bộ toàn bộ là đèn và mọi thứ đều là màu đỏ nhá. Từ trên xuống dưới tất cả đều là màu đỏ hết. À, anh em này là khách ở cái dây Hồ Chí Minh à? Cái dây này là chưa chuyển sang màu đỏ thôi nha, cái dây này là nó đi phần mềm khác chưa chuyển, tức là mình sẽ có thể dùng phần mềm để chuyển màu, tức là khách về khách sẽ chuyển trên phần mềm. Rồi khách này là anh em này là ở trong Nam à? Khách này trong Nam. Anh đúng em hôm anh em mình ở trong đấy đấy, khách chốt luôn nhiều. Cái hôm bọn tôi vào trong đó để khai trương TG Shop ở 40 Vĩnh Viễn quận 10 là anh em tới và chốt ngay lập tức, mắc pinh luôn. Mình nói nhiều. Đây anh em, đây quay sang cái đầu bên này cái cho anh em xem. Về cấu hình thì con này là maximum rồi, 14.900K và 4090.
không còn cái gì để đây phía trước phía sau anh em nhìn đây phía trước phía sau mọi người. Thực ra thì cái cây này hiện tại là tôi cũng mới hỏi các anh em ở BTG Shop thì cái cây này đang là cây rất là hot ở điểm hiện tại nhá. Sau khi mà chúng tôi làm mấy cái clip giới thiệu về một số anh em mua những cái cây kiểu này thì nó trở thành một cái trend hiện tại. Các bạn đều rất thích cái kiểu cây như này bởi vì nó con này nó có mấy cái đặc điểm, một là airflow nó tốt, nó thoáng. Nó dễ lắp, mát mẻ và nếu mà để full ba mặt kính thì trông nó rất là thoáng. Nhìn nó rất là thanh thoát. Đấy, cho nên là rất nhiều người thích. Mà tôi nghĩ là nếu mà anh em nào mà cái tầm tiền cái cây này là bao nhiêu nhỉ? Cái vỏ cây này là tầm tiền bình thường của nó là bao nhiêu? Cây 6 triệu. Cây 6 triệu. Riêng cái màn hình này là 4 triệu. Ồ, riêng cái màn hình này 4 triệu anh em ạ. Đây, riêng màn hình là 4 triệu. Màn hình này là không phải màn hình để mua thêm lắp mà là chính là cái bên Hitachi này nó cung cấp luôn. Hiểu chưa? Đấy, tức là bên đấy bán luôn. Tức là tông sửa tông toàn bộ cho cái cây này luôn. Tức là chính hãng. Chính hãng. Còn tất nhiên là cũng có những cái bàn khác có thể lắp vào nhưng mà đây là chính hãng. Nên giá nó hơi đắt. Ấy thì nhân dịp của tôi làm cái clip này là cũng gửi lời cảm ơn tới anh em đã ủng hộ TTG Shop build con máy này tại cửa hàng chúng tôi. Bởi vì là với cái tầm tiền anh em bỏ ra thì rõ ràng rồi, 180 triệu, 190 triệu anh em có thể mua tại bất cứ đâu, cửa hàng bất cứ đâu tại Việt Nam. Nhưng anh em vẫn tới chọn cửa hàng của chúng tôi thì rất cảm ơn cái sự ủng hộ của anh em. Và hy vọng là sẽ lại có dịp để phục vụ anh em trong khoảng thời gian tới. Bụi